Ơi, đây mình chúng ta có một bạn khủng long cực kỳ chiến luôn mấy bạn. Hi, xin chào mọi người, mình là Baika đây. Và hôm nay mình sẽ review cho mọi người một dòng đồ chơi cực kỳ mới. Và đó là lần đầu tiên mình review ở trên kênh của mình luôn. Và đó chính là đây, Dino vs Truck. Nhưng mà không chỉ có một hộp đâu nha, hai hộp. Chưa dừng lại đó đâu. Đây, đó, phải review chất chơi cho các bạn như vậy chứ. Một lần ba hộp luôn cho nó đáng. Đây, một dòng đồ chơi mới tanh, Dino vs Truck. À, nghĩa là khủng long đại chiến xe tải mấy bạn hả? Trời ơi, mình mới thấy cái dòng đồ chơi này, nhìn cái viền ngoài thôi là mình đã thích rồi, nên mình hốt vậy luôn. Đã vậy cái giá nó còn khá là hợp lý đó mấy bạn. Đây mình sẽ bóc đây cái hộp này lên này, đây cho mấy bạn coi luôn đó. Một vòng xung quanh cái hộp nha, đó một cái hộp màu cam khá là nhỏ nhắn. Đây bàn tay vừa bàn tay với mình luôn. Thì đây cái dòng cái tên chính của trò chơi á là Dinos vs Truck nè. Đó thì sẽ chúng mình sẽ có một bạn khủng long và một cái bạn xe tải ở đây. Giá của cái hộp này á là một hộp là 99.000 nha mấy bạn. À thì mình mua ba hộp này ở hệ thống My Kingdom nha. Nói mua ba vậy thôi chứ thật ra mình mua có hai à. À nghĩa là một hộp được tặng mấy bạn. Đó nên là mình hốt vậy luôn. Trời ơi quá là đã luôn. Đó mấy cái hộp đây, hai hộp này thì mặt sau nó y chang nhau à. Đó thì mặt sau của hộp này á, đây sẽ có cái bảng cho chúng ta biết là cái hộp này gồm cái gì. À thì cái dòng đầu tiên nè là sẽ có một cái xe tải, một cái bạn khủng long, một phần linh kiện và một cái hình dáng và một cái tờ hướng dẫn mấy bạn. Còn ở bên này á nghĩa là 6 hộp, 6 bạn khủng long, 6 bạn xe tải nè. Còn cái ở bên này nè thì mình thấy là nó kiểu nó y chang nhau mấy bạn. Đây bên này giống bên này, bên này giống bên này, chỉ có điều nó khác màu thôi, cái kiểu xe nó cũng giống nữa. Đây là mình review một bên thôi nha. Ơi không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ vô review chi tiết cho các bạn xem bên trong có gì nha. Mình vừa mới khui ba hộp ra luôn rồi nè mấy bạn. Đó thì mình để từng cái phần của hộp để theo ba cái hộp ban đầu mình để đó. Thì ví dụ nha, mình ví dụ cái hộp đầu tiên là bạn khủng long xanh lá nãy mình chỉ đi. Thì trong một hộp như vậy á sẽ gồm có hai bịch như thế này mấy bạn. À, nhà sản xuất đưa cho chúng ta hai bịch khá là hay luôn. Đó thì một bịch mình đoán là đó, nhìn hình thì mình đoán đây là bạn khủng long nè, còn cái bịch này chắc chắn là bạn xe tải rồi. Đây một cái hình dáng và một cái tờ hướng dẫn. À đây hai cái này cũng y chang nha mấy bạn. Đó một bịch khủng long và một bịch xe tải, bên này cũng vậy. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp và lắp ráp hết mấy bạn này, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng review chi tiết nha mấy bạn. Chắc là mình sẽ làm từng hộp nha mấy bạn. Đó thì mình vừa mới khui ra nè. Đó các bát này khá là lớn rồi bạn. Đó bạn khủng long cũng vậy, nhưng mà có mấy cái này nhỏ nè. Đó nên là những bạn dưới 3 tuổi thì không nên chơi cái dòng đồ chơi này nhé. Cái chi tiết này rất là dễ mắc nghiện luôn. Đó thì mình chúng ta sẽ có một cái dòng, một cái tờ hướng dẫn nha mấy bạn. Đó hướng dẫn chi tiết lắp ráp các bạn này. Đây đó là một cái hình dáng giống như là cái ngoài hộp nãy chúng ta đã nói rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào lắp ráp cái này thôi. Và đây mình vừa mới ráp xong hai bạn này rồi nè. Đó thì đó có một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình lại không gắn ba những cái màu vàng này vào một trong hai bạn này. À thì cái dòng đồ chơi này á, đây để mình cho các bạn xem lại cái hộp nha. Thì đây ở đây có chữ Snap and Fly nè, đó có nghĩa là tính linh hoạt trong trò chơi mấy bạn. À, linh hoạt là sao, nghĩa là những cái phụ kiện như thế này mình có thể gắn lên bạn khủng long hoặc là gắn cho bạn xe tải như thế này nè, quá là đỉnh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ review hai bạn này trước, rồi sau đó mình sẽ gắn thử các linh kiện vào nha mấy bạn.
Đây, đầu tiên chúng ta có một bạn Triceratops, nghĩa là khủng long. Đây, một bạn khủng long có ba sừng đằng trước nè. Bạn này là giống ăn cỏ đó, cao tới 9 mét, nặng 5 tấn nếu mà thật sự ngoài đời đó mấy bạn. Nhưng mà lên đồ chơi thì khá là dễ thương luôn. Đó, bạn này vừa hiền mà còn nhìn dễ thương nữa. Đó. Về nhận xét đầu tiên của mình á, thì cái dòng đồ chơi này á, mình thấy khá là ổn mấy bạn. Giá tiền á thì cũng không quá cao, mà đã có một bạn khủng long nhìn cũng khá là chi tiết như thế này nè. Những cái chi tiết giống như là mấy bạn thấy cái lỗ lỗ này á, thì cũng phải chấp nhận thôi bạn. Đó, cái lỗ này nhìn xuyên được qua kia luôn kìa, thì cũng phải chấp nhận thôi, tại những cái lỗ này để mình gắn linh kiện vào mà. Đó. Rồi, tiếp theo cho các bạn xem. Đây, chiến xe tải của mình. Đó. Đây, khu vực này để chở đồ nè. Đó, thì mình có gắn cái sticker vào nè. Đó. Đấy, ở dưới có thông tin sản xuất các kiểu. Thì chiếc này mình không biết ở ngoài đời nó là chiếc gì nữa mấy bạn. Nếu mà bạn nào biết thì comment ở dưới cho mình biết nha. Đó. Mình thì không rành về xe tải lắm, mình thì biết về khủng long nên mình nói thôi. Đó, rồi cái chiếc này khá là hầm hố luôn, theo mình nhận xét nè. Có hai cái vuốt đằng trước này giống như là cái nanh heo vậy mấy bạn. Rồi chiếc xe tải này siêu đã luôn. Đây, có cái lỗ mũi và hai con mắt ở đây theo mình tưởng tượng nè. Nhưng mà nếu ngoài đời thì nó là hai cái kiến xe vậy mấy bạn. Rồi bây giờ không vòng dài nữa, bây giờ mình sẽ thử gắn cái này lên bạn khủng long trước đi. Rồi, đây chúng ta có một bạn khủng long cực kỳ chiến luôn mấy bạn. Trời ơi, súng ống áo giáp trang bị đầy đủ. Đây, hai bên có hai cái máy xay tử thần nữa nè. Đó. Đây, đằng trước có cái giáp đầu nè. Đó, để trang bị thêm cho cái phần này của bạn này đã giống cái khiên rồi, đã giờ còn thêm cái giáp nữa. Trời ơi, siêu trâu bò luôn. Đây, ở trên này có vũ khí chiến đấu nha. Dù bạn này là phòng thủ nhiều nhưng mà có cái vũ khí vậy là biệt tuyệt rồi mấy bạn, vừa phòng thủ vừa có vũ khí nữa. Đây, ở đây có một cái phần giáp đuôi đó nè mấy bạn, đó để tránh cho đuôi không bị tấn công, khá là hay luôn. Thì á, mình thấy cái dòng này á, nó tên là Dino vs Truck, nghĩa là hai bạn này đánh nhau này, nhưng mà mình thấy không có cơ chế gì gọi là dù là đánh lộn mà đó, bạn này không có cơ chế đánh lộn hết. Mình thấy giống như là mua mua về để mà trang trí rồi đó, chừng như thế này nè, khá là tuyệt luôn, để trên bàn làm việc siêu ngầu luôn các bạn. À, nhưng mà mình nghĩ là cái này rất là đáng mua nha. Đó, mấy bạn nhìn coi, bạn khủng long chưa gì nhìn phát là chiến quá trời chiến nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử để cái vũ khí này vào bên bạn xe tải xem như thế nào nha. Thôi, và đây mình vừa mới đổi cái vũ khí của bạn khủng long qua bạn xe tải nè mấy bạn. Đó, trời ơi, nhìn khá là ngầu luôn. Đây, hai cái này như hai cái ống khói vậy nè. Đó, đằng trước cái kiến có cái lớp bảo hộ đây. Đây, đằng sau có cái này nè. Đó, di chuyển qua lại để bắn kẻ thù mấy bạn, khá là đỉnh luôn. Đó, rồi cái bánh xe thì cái này gắn vào cái bánh xe nè, nhìn khá là đẹp. Nhưng mà mình có một điểm chi tiết khá là buồn mấy bạn. Cái bạn khủng long á, gắn cái này lên đầu bạn á thì nó hơi lỏng một xíu, nhưng mà ít nhất là mình cũng không để được. Nhưng mà mình gắn cái đây, gắn cái này vào này. Đây, đó, rớt liền, trời ơi. Đây. Mình hơi buồn cái chỗ này nó hơi lỏng mấy bạn. Đó, đây, thử cái thứ ba luôn nè. Đó, gắn gắn vào chỗ nào nó cũng lỏng hết mấy bạn. Đây, cái màu vàng bên này khá là cứng nè. Đó, nó không rớt ra. Còn mấy cái màu vàng này mình khá là buồn, mình thích gắn vào vậy nhìn cho nó review cho nó đẹp mấy bạn. Nhưng mà ai dè là nó đây, mình để chân luôn thì nó cũng rớt ra ngoài luôn. Nên là mình khá là buồn chỗ này mấy bạn. Cái mình nghĩ á, cái mấu chốt cái bạn khủng long này nè, mình gắn á thì siêu chặt luôn. Nhưng mà cái này nè, mình nghĩ do cái lỗ tròn ở đây to quá mấy bạn. Còn cái cây ở đây á thì nó ngắn quá nên là bỏ vào nó không có khít mấy bạn ạ. À.
Rồi thôi không sao. Thôi bây giờ mình sẽ đi tiếp tới sản phẩm tiếp theo nào. À rồi, bạn nào thích vũ khí ở bên khủng long hay là bạn nào thích vũ khí ở bên xe tải hơn thì để bình luận ở dưới cho mình biết nha. Do nếu mà theo mình á thì mình thích cái hộp này, mình thích vũ khí ở bên bạn Triceratop hơn. Nhìn nó chiến hơn bạn, còn cái bạn xe tải này không có vũ khí thì nhìn cũng đã ngầu rồi. Rồi đi tiếp tới bộ tiếp theo thôi. Rồi và đây là bộ thứ hai mấy bạn. À thì cũng gồm có một cái bác xe tải và một cái bác khủng long nè. Đây ở đây cũng là cái tờ hướng dẫn ráp bình thường thôi nha mấy bạn. Đó đây và một cái hình dáng này dành cho bạn xe tải nha. Đó thì cách ráp đương nhiên khác rồi, nhưng mà mình thấy cái cơ chế nó khá là giống với bạn, nên là mình sẽ tiến hành lắp ráp nhanh cái bước này rồi review cho các bạn xem nha. Xong hai bạn xe tải và bạn khủng long rồi nè. Đó thì đây mình sẽ cho các bạn xem chi tiết bạn xe tải trước nha. Đó đây mình có dán đề cành cái bạn xe này giống như đang chở hóa chất vậy mà bạn. Đây có cái hình hóa chất độc hại nè. Đó đây đây ở dưới trên đây cơ chế chạy chạy được cái bánh xe này nó không có được trơn tru trên cái mặt bàn lắm nha mấy bạn. Đó chỉ chạy được một nói chung là cái xe này mình nghĩ là chỉ để chân và kết hợp với cái bạn vũ khí này, nói chung là cũng để chân thôi chứ không hề là đánh nhau được. Đó thấy khá là ok mấy bạn, cái xe này khá là hầm hố, mình thích cái thiết kế xe này hơn cái xe hồi nãy mấy bạn. Đó mặc dù cái màu xám này nó không được đẹp lắm nha. Đấy, còn cái bánh xe này nọ đó y chang. Rồi bạn nào biết tên của cái xe này hãy comment ở dưới cho mình biết nha, tại vì mình không rành lắm á. Đây tiếp theo bạn khủng long đó, một bạn khá là cute phun mai que đó mấy bạn. Đây là một loài khủng long ăn thịt nha mấy bạn. Đó thì theo mình tìm hiểu á thì cái loài này có thể là Atrociraptor mấy bạn. À, loại khủng long ăn thịt cao khoảng 2 mét, nặng tầm 15 kg á. Đó thì không biết có bạn nào biết tên của loại này chính xác không ta. Đó nếu bạn nào biết thì comment ở dưới cho mình biết nha. Đây cho các bạn xem một vòng đó, khá là ok đúng không bạn, khá là chi tiết luôn. Đó nhìn nè, đó móng vuốt rồi mắt đây răng các kiểu, màu sắc đường viền ở trên da nè. Trời ơi coi cái đuôi nè, trời ơi quá là đỉnh luôn. Đó thì mình thấy cái dòng này một hộp có 99.000 thôi và được một bạn khủng long siêu đẹp và một cái xe siêu chất, lại còn thêm một đống linh kiện làm vũ khí chiến đấu nữa. Trời ơi ta nói nó tuyệt gì đâu á. Trời ơi bây giờ mình sẽ thử gắn vũ khí chiến đấu lên bạn khủng long nha mấy bạn. Thôi vậy là xong bạn khủng long chiến đấu hóa chất của chúng ta nè. Trời ơi sau khi mình lắp ráp thì mình có để ý một chi tiết khá hay với bạn, thì đây cái xe này chở hóa chất này giống như nãy mình nói. À, thì cái màu xanh ở đây nè, đó có cái hình hóa chất luôn mấy bạn. Đây ở bạn khủng long này đang đó cầm có hai cái bình đựng hóa chất hai bên này, đó đang truyền vào cơ thể bạn khủng long. Đây ở ngay cái đầu này có cái này giống súng bắn hóa chất quá. Đây còn hai cái này thì mình không biết để làm gì nhờ, nhưng mà khá là ok mấy bạn. Đó nhưng mà mình thấy không thích cái chi tiết trên đầu này lắm, kiểu như là đây nhìn như thế này thì cái súng này nó giống nhìn giống như là cái mắt mày cuốn lâu vậy. Đây cái mắt bị che mất tiêu rồi, cái mắt dễ thương của mình bị che mất tiêu rồi. Đó nên là mình không thích cái chi tiết này lắm, còn lại là đẹp nha. Bạn dùng khủng long này dùng hóa chất chiến đấu và có thêm
hai cái chi tiết thừa này nữa nè. Đó, không mình thấy không ổn lắm. Nếu mà được có cái chỗ gắn vô giống như cái bàn khủng long cũ hồi nãy á thì ok hơn. Rồi bây giờ mình sẽ thử đổi cái vũ khí qua bên xe tải để xem có ngầu hơn không nha. Rồi đây mình vừa mới đổi xong rồi nữa các bạn. Trời ơi thật sự luôn. Đây cho mấy bạn xem một vòng nha. Đó, đây là một chiếc cực kỳ hoàn hảo nha mấy bạn. Đây những cái này nó không có bị lỏng giống như cái chiếc hồi nãy mấy bạn. Đây đó, có hai cái đồ mà hồi nãy gắn lên cái đuôi khủng long mà mình không rành đó. Đây có nó đi theo khớp của cái xe này luôn mấy bạn. Đó ở dưới đây, ở đây có cái khớp đen bên trong này. Đó, nó theo cái khớp đen bên trong luôn. Đây ở trên đầu này có cái chi tiết khá là hợp lý chứa. Đây bột chữa hóa chất, đây dùng để bắn hóa chất luôn. Đây những cái này đó để cản những cái vật cản đằng trước các bạn. Đó đây mình gặp đỏ cản này. Đó đánh bum rồi đẩy bằng khủng long đi mất tiêu luôn. Đây ở dưới có hai cái bồn hóa chất phụ nữa nè, trời ơi siêu đỉnh luôn. Đó trời ơi, đó thấy không mấy bạn, thấy không, đâu phải cứ gắn vũ khí chiến đấu vào bạn khủng long là nó đẹp đâu, mà có khi gắn vào cái chiếc xe tải như này siêu đẹp luôn mấy bạn. Đó mình mời cái vũ khí mà gắn vào bạn xe tải này rồi nha. Trời ơi lúc mà không có vũ khí á thì nhìn bình thường, nhìn mình thích cái bạn khủng long này hơn, nhưng mà sau khi gắn vũ khí vào thì nên là mình có chút suy nghĩ lại mấy bạn. Trời ơi quá là đỉnh luôn. Rồi bạn nào thích cái ui dặn là mất tiêu rồi, bạn nào thích vũ khí gắn vào xe tải này hay vũ khí gắn vào bạn Atrociraptor này thì để comment ở dưới nha mấy bạn, mình cùng đi tiếp tới bộ tiếp theo nào. Rồi bây giờ mình vừa mới đấy khui ra cái bộ cuối cùng. Đây cặp đối thủ cuối cùng, khủng long màu nâu và một bạn xe tải khác mấy bạn. Đó thì cũng như vậy. Đó lại một cái tờ hướng dẫn và một cái hình dáng. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp liền nào. Rồi đó mình vừa mới ráp xong bộ cuối cùng mấy bạn. Đó mình thấy cái bộ này nó đơn giản nhất luôn, mặc dù cái bạn khủng long nâu này thì ráp giống như bạn khủng long xanh dương kia từ cái đuôi thân này nọ, nhưng mà cái xe này nó ráp hai mảnh lại với nhau thôi, khá là đơn giản rồi. Rồi mình đi với bạn khủng long trước đi. Đó rồi, có ai nhận ra bạn khủng long này tên gì không ta? Đó nếu mà các bạn nhận ra thì các bạn đoán đúng rồi đó, đây là bạn T-Rex mấy bạn, khủng long bảo chúa đó mấy bạn. Đó bạn này còn có tên khác là Tyrannosaurus nữa mấy bạn. Đó khá là ok luôn. Trời ơi màu nâu, đây những cái đường viền ở trên lớp cái thân nè, đây hàm răng sắc nhọn và cái con mắt cute. Rồi cái chi tiết này đúng nè mấy bạn, cái tay nhỏ xíu, rồi cái bàn chân to bự nữa. Rồi như vậy là chuẩn, nhìn vào phát là biết như bạn T-Rex luôn. Đây còn bạn này, ồ mình thấy cái bạn này giống như một cái không giống xe tải lắm mà giống một cái chiếc jeep mấy bạn. À cái chiếc để chở người đó. Đây có hai cái, đây bên trong có hai cái ghế ngồi luôn nè. Trời ơi đó, đi để đi phượt ở các vùng thảo nguyên là số 1 luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử gắn vũ khí vào bạn khủng long cho các bạn xem nha. Đó à, mấy bạn thấy không, đây mình gắn đã các chi tiết linh kiện chiến đấu vào bạn khủng long bạo chúa nè mấy bạn. Đó mình thấy khá là ổn nha, mà dù cái hộp bên ngoài nãy đó, đây có cái hộp thì mình thấy nó màu xanh lá nhạt mà nhờ sao ở đây nó ra màu vàng. Ok không sao, vẫn đẹp mấy bạn. Đó thì đây cái áo giáp này để bảo vệ bạn T-Rex nè, cái thân xung quanh nè. Đó tại vì bạn T-Rex tấn công á chủ yếu bằng cái đầu mấy bạn, nên là những cái phần khác cần phải bảo vệ. À cái chân ở đây có cái đoạn đó, có cái đồ màu hình tròn này nè, thì mình nghĩ đó là tăng tốc độ cho chân mấy bạn.
Đây, ở đằng dưới của bụng của bạn này có một cái lớp áo giáp khá là hay nữa. Đây, ở đây có những cái chi tiết nhỏ xíu nữa phải không? Mấy bạn thấy không? Đó, mình nghĩ một đó là đó, cái súng nhỏ hoặc là đèn mấy bạn. Đó, còn ở trên này siêu chiến luôn, một đống súng máy luôn. Đây, đó mấy bạn thấy không? Đây, một đống súng ống luôn nè. Trời ơi, quá là đỉnh luôn. Rồi, ngoài ra thì giờ mới chú ý ở đây có một cái súng nhỏ xíu nữa các bạn để bắn ra sau lưng. Trời ơi, khá là ok nha. Đó. Bạn này khá ổn nhưng mà lại thừa hai chi tiết này rồi mấy bạn. Mình nghĩ có chỗ nào gắn vào giống như cái bạn đầu tiên thì nó ổn hơn chứ nhỉ. Thôi kệ, bây giờ mình sẽ chuyển vào bạn này thôi. Đó. Đây. Lại một chiếc nữa là mình ưng ý mấy bạn. Đây đó cái đây những cái này nó không bị lỏng, quá là ổn luôn. Các chi tiết đều được gắn vào hết cái xe này rồi. Đây ở trên cái súng máy độ ngầu ngang khủng long. Đây ở bên này cái chi tiết này hợp lý nè. Đó, cái người ngồi bên trong á khá là nguy hiểm nên sẽ cần bọc một cái lớp giáp ở đây. Đó, hai bên đều có lớp giáp nha mấy bạn. Đó, ở đằng sau cái súng tiểu liên y chang luôn. Đó, không khác gì hết. Những cái chi tiết bánh xe này mình thì mình không hiểu lắm nhỉ. Đó, à, cái chi tiết này á thì mình thấy không cần cũng được. Có cũng không sao mấy bạn. Đó, cái chi tiết này khá là thừa nè. Rồi, nói chung là đây là một chiếc đẹp. Mình nghĩ là nếu mà so về độ đẹp của hai bạn này á thì mình thấy bộ cuối này nó ngang nhau mấy bạn. Không có bộ nào đẹp hơn bộ nào hết. Hai bạn đều đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng tập hợp tất cả các bạn điểm danh lại một lần nào. Đó, và đây là tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Rồi nếu các bạn thích thì các bạn hãy nhấn like và nút subscribe giúp mình nha mấy bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi mình nha. Giờ thì chào tạm biệt mọi người.